Đây là cái giao diện phần mềm Eagle của mình. Thì nó không nha Hoàng. Giờ chỉ học online thôi. Đây là phần mềm Eagle của mình, thì thầy show toàn màn hình cho các em thấy luôn. Ở đây ở phía trên thì có cái mấy cái file menu option như mình thường thấy. Ở đây thì có library là cái thư viện, design block là các cái block mà đã được tạo sẵn, design ruler là các luật lệ, user language thì code C# để script. Script thì là các lệnh mà nạp vô cho phần mềm cam job spy. Ở đây thì các bạn chú ý cho thầy, thứ nhất là library tức là thư viện, và cái thứ hai là project tức là project mình muốn tạo. Đây thì mình chủ yếu tập trung hai cái này, thứ nhất library và cái thứ hai là thư viện. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm hiểu sâu hơn. Rồi ở đây thì các bạn trong này các bạn tạo cho thầy một cái project mới. Đây thầy sẽ tạo new project. Đấy. Project tên là test demo ego. Đấy. Demo ego thì cái project này mình sẽ tạo đơn giản như vậy. Trong này thì nó sẽ có những cái file PBC, một file PDC và một file schema. Một file schema để mình tạo mấy cái thư viện, mấy cái hình vẽ. Rồi file PVC để mình tạo cái PCB bar, thì tí nữa các bạn xem các bạn sẽ hiểu. Ở trong mục thư viện này các bạn chú ý cho thầy cái phần thư viện này, thư viện Managed Library thì ở đây nó có sẵn thư viện của Eagle, các bạn có thể tải thêm các thư viện khác và thêm vào trong cái phần mềm này. Các bạn lên YouTube xem á thì có cách người ta hướng dẫn cho mình, có cái hướng dẫn cho mình về làm mấy cái đấy. Đấy. Có gì thắc mắc về cái phần này không cả lớp? Giao diện cơ bản như vậy thôi. Thì đầu tiên là phần project và phần library. Các phần này thì nó mình tạo project trong đây rồi mình lấy cái thư viện trong trong cái phía trên. Ở đây thầy sẽ tạo một cái project nhỏ để mà vẽ ra, thiết kế ra, rồi mình sẽ tạo thử. Mình tạo new schema. Schema tức là cái mình tạo new schema để mình tạo cái mặt tưởng tượng của mình đó. Còn boa là cái mặt thực tế. Đấy. Sau khi tạo xong thì nó sẽ có một cái màn hình schematic. Để thầy tắt cái này đi, thầy xe toàn màn hình. Rồi thầy tạo lại nha. Ở đây thì thầy tạo new schema. Schema. Ở trong này nó có các loại gồm có cái thanh công cụ bên này, rồi cái thanh bên này là các loại cái selection filter thường hay sử dụng. Và cái này là cái chỗ để mình vẽ. Đầu tiên chưa làm gì hết, các bạn cứ tạo thêm cho thầy một cái frame đó, frame để mình tạo cái khung cho mình dễ nhìn. Vào cái chỗ này mình chọn Apart Apart này. Rồi sau đó các bạn chọn vào cái mục frame. Frame.
Tìm thôi không thấy brand F F nếu không được thì các bạn cứ tắt cái ẩn cái này đi rồi chọn vào cái chỗ này. Trong mục này nó sẽ có một cái frame frame đây, frame. Và mình nhấn ra mình chọn cái frame cơ bản này. A3LOC, A3LOC frame. Rồi mình nhấn chuột phải và mình chọn add to schematic. Schematic rồi. Sau đó các bạn đưa vào cái chỗ này, đúng cái chỗ dưới cùng này cho đây. Rồi. Sau đó nhấn ESC và mình tạo ra một cái schema. Lại đi thầy, nhanh quá, Cái này mà nhanh đấy rồi. nhanh cũng em còn chưa kịp nhìn được thầy thì thầy chọn mất toi rồi ạ. Rồi, bây giờ Lại nếu từ đầu thầy ơi, lại mà từ gì đầu mà nhanh thầy ơi, thầy chạy nhanh quá. như file thầy. Như Từ file đầu tải file thầy. phần mềm ego tắt mất rồi. Ủa, cái phần mềm ego đâu rồi? Rồi bây giờ mình tạo cái demo ego nha. Demo ego này. Tạo project xong chưa? Chưa biết tạo project nữa thì bái mới thắng luôn đấy. Xong rồi thầy, cái đó xong rồi thầy. Rồi. Bây giờ nhấn chuột phải vào chọn New Schematic. Đây. Được chưa? Thôi. Được chưa? Và bây giờ chọn cái chỗ này. Chọn cái chỗ Adpath này. Adpath là cái mà giống như cái plug, giống như cái ổ cắm của mình á. Giống như cái phích cắm á. Đấy, thấy Adpath chưa? Rồi Rồi này. chọn tìm tìm đến cái thằng là thằng frame, đó là chữ F E, F nó nằm trước chữ E E. Như cái này không có, cái này không có đâu, cái này không có đâu. Bây giờ mình ẩn cái này đi, mình ẩn cái này đi rồi mình vào cái trong cái chỗ library mình chọn là main Negate Library thì mình chọn cái tìm cái frame frame đây. Thấy chưa? Frame trong này nó có một cái đầu tiên đấy, chọn cái đầu tiên cho thầy, có thể chọn mấy cái khác cũng được tùy vào cái đó. Còn nếu mà chọn A4 A5 là cái size của A4 A5 của mình đó, còn A3 là cái size A3 A3L L là len len cap là nằm ngang, còn P là portal là nằm dọc. Tôi chọn A4 này, A4 cho chuẩn. A4 len cap, A4 len cap đi, nằm ngang. Chưa? Thấy chưa? Làm được chưa? Làm được chưa? Rồi. Mình nhấn vào cái này, mình nhấn hai cái vô. Mình nhấn hai cái vô là mình chọn nó. Rồi sau đó mình đưa nó vào cái chỗ cuối cuối cái này này, cái hình chữ dấu cộng á. Mình nhấn vào đấy. Mình nhấn ESC. Nhấn OK đi. OK. Mình tắt cái này đi. Đấy là mình tạo ra một cái frame cho nó rồi. Các bạn có thể nhập mấy cái thông tin vào đây, nhưng mà thầy thôi, thầy lười thầy không nhập. Các bạn này làm thì các bạn nhập vô. Được chưa? Làm xong cái frame chưa? Dạ làm rồi ạ. Rồi. Làm được cái frame rồi thì mình bắt đầu mình thêm. Cái đầu tiên mình phải thêm là cái nguồn điện.
Nguồn điện. Ừ. Nguồn điện thì nó là power, chữ P, bắt đầu bằng chữ P, power. Có thể dùng nguồn điện pin như thế này, battery, hoặc là nguồn điện là power, P, C, D, L, M, P, port, RC, resistor, các thứ. Nguồn là gì? Nguồn là nó là dung nhỉ, dung nguồn pin đi, nguồn pin 9V battery. 9V battery là nguồn 9V, pin 9V này. Hay là cái dung này. Nói chung là nó có một vài cái kiểu mà mình có thể mình chọn lựa. Ở đây thì cái này là pin VTS. Chọn nguồn pin nào thầy? Chưa 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 chọn, thầy cũng chưa chọn, thầy thử xem lại cái nào cho phù hợp ấy. Invoke này, rồi cái ground port module cộng design block example. Để thầy xem lại nha. Cái chỗ này thầy lâu rồi thầy không dùng, quên hết. Power. Gồm. Nhạc chiến quá.
Thôi dùng tạm nguồn pin đi nha, hôm sau thầy xem lại cái nguồn này thì thầy nói lại cho. Thầy ơi, chỉ là em tạo cái frame với thầy. Tạo frame mà, Vâng. frame từ nãy giờ tạo tạo mấy lần rồi mà. Cái Chưa. frame em làm sai của em hình chữ nhật, sao của thầy hình, hình chữ nhật ngang đấy. Rồi để thầy bật lại xuống. Ủa rồi. Tạo lại mấy lần rồi. Của em chữ nhật dọc. Chữ nhật dọc thì thầy bảo L với P rồi mà. Trời ơi. Đây mình ở chỗ này mình tạo new nha. Schematic nha. Đấy, thấy chưa? Rồi trong cái chỗ này nhấn lại chọn chọn library, chọn manage library rồi chọn cái frame rồi chọn cho thầy A4L LOC được chưa? Rồi thả vào trong này, nhấn SC, nhấn tắt tắt cái này luôn này. Từ từ thầy, lưu lại một tí, lưu lại một tí. Chọn cái gì thầy? A4 này. A4 L LOC mà cái frame này cũng không cần đâu, có tạo tạo cho nó đẹp chứ còn dùng thì nó không có dùng trong mặt, nó chỉ làm cho nó đẹp thôi. Đúng. Rồi ở chỗ này mình bắt đầu mình tạo nha. Đầu tiên thầy sẽ lấy cái nguồn thầy bỏ vô cái nguồn điện, ví dụ như thầy tạo một cái mặt đơn giản là cái mặt hiển thị mặt bóng đèn này. Bóng đèn này làm sao? Rồi. Ở cái này chỗ này thì mình tạo ra power suộc. Thì mình tìm cái battery battery ABC B về battery. Chọn cái nguồn ba chân. Nguồn ba chân này. Nó sẽ có biểu tượng như thế này, cộng và trừ. Thì mình chọn cái này, mình nhấn OK. Và sau đó mình thả vô đây. Đấy, cái này SC. Rồi tiếp theo mình phải chọn một cái led. Led thì mình kéo xuống phía dưới. Led là nó chữ L thì nó phải 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 nằm ở led đây. Led có led 7 đoạn với led thường thì mình chọn led thường đi. Led thường. Tùy vào cái led mà các bạn tùy vào cái tên của cái led mà các bạn chọn led cho đúng nha. Chứ không phải cái led nào cũng như cái led nào đâu. Có led 2 chân, có led 3 chân. Có led 4 chân. Có led dán và có led đứng, có led dán và có led có chân. Led như thế này gọi là led có chân này. À quên, led như thế này gọi là led dán này. Led như thế này, led 3 mm là led có chân này. Đấy, led 3 mm mình chọn led này. Thêm vào đây. Rồi cuối cùng là mình phải chọn thêm cái điện trở. Điện trở. Thì mình lại iPad rồi mình thêm cái resistor, điện trở tiếng Anh gọi là resistor, resistor. Mình kéo xuống mình tìm resistor. Resistor 2R. Resistor power. Nó thường là cái resistor power này, mình chọn resistor power này không biết được giá trị bao nhiêu. Nhưng mà resistor RAC01 hình như là đúng ạ. Đấy. Nhấn SC, nhấn tắt đi là nó. Mình bây giờ mình dùng ba cái này để mình tạo ra cái mặt cơ bản. Được chưa cả lớp? Ba cái này. Bây giờ mình sẽ
sử dụng các công cụ ở đây. Mình thay đổi vị trí xoay lật gì đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn cái mover để mình di chuyển. Ví dụ như thầy nhấn vào đây, mình nhấn thầy chọn cái này thì nó mới di chuyển được. Ừ. Cái R rồi nhấn phát nữa để thả nó. Cái R1 cũng tương tự như vậy. R1 nhấn vào giữ kéo rồi thả. Led cũng tương tự như vậy. Đấy kìa. Có gì thắc mắc phần này không? Làm được thêm cái mấy cái Resistor resistor. Rồi resistor, chọn resistor power, chọn R, chọn RAC01 cho thầy. RAC01. Được chưa? Cái này nó sẽ đo này, 5 mm này, 0,2 inch này. 0,2 inch là cái độ dài bên Anh, còn 5 mm là độ dài Việt Nam. Được chưa? Rồi mình sẽ chọn những cái thứ này để mình di chuyển nó. Nhấn vào đây, di chuyển. Nhấn vào đây, di chuyển. Rồi. Còn thắc mắc gì phần này của cả lớp? Ở đây thì mình có cái chỗ rotate, tức là cái xoay, cái rotate là cái xoay. Ví dụ như mình nhấn vào đây rồi, mình nhấn vào cái R1 nó sẽ xoay này. Đấy. Mình muốn nó xoay theo hướng nào thì mình nhấn vào đấy. Đó. Và cái này cũng tương tự như vậy. Đó. Còn cái chỗ này mirror là lật lật ngược nó lại. Ví dụ như mình muốn cái thằng này nó lật lật ngược lại thì mình nhấn vào đây. Đấy. Chú ý nó có một cái dấu cộng này, có một dấu cộng này. Mình đưa vào cái chỗ dấu cộng đấy mình làm mới được, chứ không phải là chứ không đưa vào dấu cộng đó thì không làm được. Được chưa cả lớp? Có gì thắc mắc phần này nữa không? Rồi tiếp theo thầy sẽ kết nối dây. Kết nối dây thì có hai loại, một là loại net và một loại bus. Bus thì nó to mà net thì nó nhỏ. Còn cái này là cái junction, tức là cái điểm. Còn cái chỗ này là đánh nhãn cho cái dây. Thôi mình chưa cần đánh nhãn cho cái dây, mình cứ kéo qua đấy. Bây giờ thầy nhấn net nha. Thầy dùng net. Thầy nối nguồn âm, nguồn dương của cái này vào cho cái nguồn của R1. Đấy. Rồi từ đây thì nhấn ra đây, rồi thì nhấn xuống vào đây, rồi thì nhấn vào đây thì nó sẽ kết nối nguồn dương này đến R1 này, rồi từ R1 đến led này, rồi từ led mình lại chạy về nguồn âm. Đấy là xong cái mặt cơ bản. Gồm có nguồn điện, điện trở và con đèn LED. Cái này được chưa cả lớp?
cứ làm theo thầy đi, tí nữa rồi mình thiết kế mặt rồi mình làm sau. Được không thằng đẹp trai? Dạ. Được không thằng đẹp trai si tình? Em mới bỏ được cái mạch cái này ạ. Chàng Trung lại nói thằng xấu, tội thằng ghê. Mấy thằng có người yêu thường thường hay vậy lắm rồi. Rồi bây giờ mình lưu cái này này lại coi cho khỏi mất nha. Thầy sẽ lưu nó lại cho khỏi mất. Thầy đặt tên là OK. Thầy đặt tên là đấy, sẽ nhấn xếp lại. Được chưa? Làm xong chưa Bảo? Làm được chưa Bảo? Chưa thể ạ. Nhanh quá Nhanh em. quá này ạ. Của em mày coi video lại được. Thầy cứ cứ lên, thầy cứ dạy đi tí mà em coi video. Đúng rồi, thầy cứ dạy này. Thế cái này có gì đâu mà phải phải Thì thầy cứ nói đi. thế chưa làm được phần nào Bảo à. Thầy đi như gió, em vừa chọn cái A4 em quay ra thì thầy đã đi tới đâu rồi? Em mới chọn được cái nguồn để thầy đi đâu ấy. Thì resistor, led thì đơn giản như đâu. Mọi chữ nó lâu rồi. Dốt tiếng Anh có khác đúng rồi, lo học tiếng Anh này. Ai sợ tiếng Anh như thầy đâu biết. Hỏi tiếng Anh thì hỏi Minh Hoàng cái kìa, cái thầy gần giờ còn không nói tiếng Anh bằng Minh Hoàng cái kìa. Rồi bây giờ mình sẽ từ cái chỗ này mình sẽ tạo ra cái mặt PCB bằng cái mặt schema này, schema rồi mình sẽ tạo ra PCB. Thì đầu tiên mình vào file, chọn tool nhé, chọn tool này. Volume Celtic Library Option Draw File. Rồi mình chọn file, mình chọn switch to bar, boa, switch to boa là chuyển thành cái boa đấy. Đấy mình nhấn Z này, đấy nó sẽ chuyển cho mình vào cái Thầy chia sẻ lộ màn hình mình thấy. không phải mình chia sẻ lộn cho mình là nó phải toàn màn hình mới thấy được. Thầy tắt đi, thầy làm lại. Tự nhiên có cái thông báo gì phía trên không biết. Rồi chọn file nha. Rồi chọn switch to boa nha. Là nó sẽ chuyển sang cái boa. Chuyển sang cái boa. Nhấn Z để nó tạo. Thấy chưa? Bây giờ mình có ba cái vừa rồi mình chọn led này, rồi chọn R1 này, rồi chọn nguồn này, thấy chưa? Ba cái này, thì nó đã thêm vào trong này rồi. Rồi mình nhấn cái mover như khi nãy á, rồi mình nhấn vào cái chỗ này này, cái chỗ dấu cộng ở giữa này. Mình kéo vô. Chỗ này cũng nhấn vào dấu cộng này, kéo vô này. Chỗ này cũng nhấn vào dấu cộng này, kéo vô này. Đấy. Rồi ở này thì mình sẽ bắt đầu mình đi dây cho nó. Đi dây thì mình à, quên, chỗ này thì mình chọn vị trí, cái chỗ kia thì mình bắt đầu đi dây. Đó. 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 Nhấn vào dấu cộng các thứ. Rồi mình sẽ kéo cho cái này nhỏ đi thì mình kéo nhỏ lại thì mình nhấn vào đây mình kéo vào, kéo vô nó nhỏ lại. Rồi kéo trên kéo xuống thì nó nhỏ lại. Rồi mình muốn đặt vị trí nào cũng được. Tí nữa mình sẽ có một cái bước gọi là bước nó tự động nó giao tình. Đây là mình đã tạo nhập xong ba cái thành phần này rồi. Bây giờ mình muốn tạo một cái mặt đơn giản.
À, thì mình vào cái chỗ đâu đâu mình phủ đồng nó trước, mình phủ đồng nó trước rồi mình làm sau. Để làm cái bước phủ đồng á thì mình sẽ chọn polygon, polygon đấy. Mình chọn cái này, chọn cái dưới, chọn cái này, chọn cái này, chọn cái này là xong. Chọn signal name là cái tên mà cái này nó đưa vô thì hình như là dấu trừ, dấu trừ. Ok. Ừ. Phụ động kiểu gì ấy hả? Phủ đồng dùng polygon này, polygon này, thấy không? Polygon. Rồi, ở đây thầy sẽ chọn tool. Chọn RadNet, tức là nó bắt đầu nó phủ đồng. Đấy. Nó sẽ phủ toàn bộ cái này bằng cái đồng. Đó. Rồi tiếp theo mình chọn tool. Chọn auto router, auto route. Top 1, một top 16 button. Rồi export cloud, auto grid. Mấy cái thông số này các bạn về tự tìm hiểu nha. Continue. Nhấn continue xong là nó sẽ tự động nó tìm đường. Tự động nó vẽ cho mình cái đường chạy từ cái chỗ nọ sang cái chỗ kia. Mình nhấn start cái rồi nó bắt đầu nó chạy. Ủa, sao chưa chạy nhỉ? Để chạy lại coi. Thun. Auto route. Continue. Yes. 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 Ồ. Wow. Ồ, cái bước này phải chờ chút nha cả lớp. Đây rồi, nó chạy xong rồi này. Thấy chưa? Nó chạy cái điểm, nối cái điểm này với cái điểm này. Nối cái điểm này với cái điểm này. Nối cái điểm này với cái điểm này. Đấy. Lại một chút đi thầy, từ cái đoạn phủ đồng ấy thầy. Bây giờ thì xóa hết luôn cái phủ đồng lên. Có thể phủ đồng hoặc không phủ đồng thôi, để thầy không phủ đồng cho các em xem cũng được. Còn hôm sau về các em về có thể phủ đồng. Còn cái này mình có thể lật xoay cho nó đẹp. Ví dụ cái này mình lật xoay 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 ngược lại đi. Cái này cũng xoay ngược lại. Đấy, xoay ngược lại như vậy. Rồi. Ở đây thì mình
xoay lại cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chọn tool này, chọn auto round này, auto round đấy, continue thôi. Yes 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 đấy, sau khi chạy xong thì nó sẽ có cái đường như thế này đấy, đường như thế đến đây, đường từ đây đến đây. Còn cái này là nó là cái đường âm á, đường chạy âm á. Ở này thì nó có hai lớp, lớp trên á, lớp trên thì nó chạy phía trên, lớp dưới nó chạy phía dưới, đúng Lớp dưới là lớp âm, còn lớp phía trên là lớp dương, lớp phía trên là lớp lớp đường đi. Rồi, về xem thêm về cái phần này, phần mềm này nha cả lớp. Nói chung thầy cũng lâu rồi thầy không dùng, thầy quên hết cách dùng rồi. Hồi xưa như thầy dùng phần mềm khác chứ không phải dùng phần mềm này, PCB boy gì đấy, không phải dùng phần mềm này. Các bạn về tự tìm hiểu, tự làm, tự thiết kế mặt, thầy chỉ sơ sơ như vậy thôi, các bước nó đơn giản. Thì các bước cơ bản đầu tiên là phải tạo schema này, rồi thêm vào này, thêm nối dây này, nối dây xong rồi mình tạo cái mặt PCB này, xong sau khi tạo cái mặt PCB xong rồi mình tạo cái router cho nó, mình kéo mấy cái thành phần vô rồi mình chạy router cho nó là nó tự động nó tạo. Ngoài ra còn cách nếu các bạn thấy nó đơn giản quá thì khỏi cần phải phải tự động router cũng được, mình làm bằng tay cũng được. Mình làm bằng tay thì mình cứ nối dây như thế này, ví dụ thầy muốn có thể trước tiên phải xoay nó cho nó đẹp đó, rồi nối xong rồi xoay nó như thế này đó, xoay cái thằng này lại thì mình có thể tự nối dây bằng tay, không cần phải phải sử dụng phần mềm gì hết đấy. Nối dây thì mình cứ chạy như thế này, thấy chưa, mình cứ chạy như thế này. Đấy, rồi nối lại nối đây sang đây. Đấy, không cần phải sử dụng phần mềm tự động. Còn nếu các bạn thích nối dây bằng thích tự động thì các bạn nhấn auto round là tự động nó chạy. Mấy cái mặt này kích thước chuẩn của mình đúng thầy. Rất khoan lắm. Không có kích thước chuẩn đâu. Chỉ mình thích cái kiểu nào thì mình làm cái kiểu đấy. Cái này mình để mình giả nó có đồng xong mình làm mình thấy. Làm xong cái này rồi mình in ra xong rồi mình dùng cái giấy giấy nhiệt á, giấy in giấy nhìn nhiệt này nha, giấy in ảnh á, rồi mình bỏ lên trên cái bo đồng, rồi mình dùng cái gì bàn ủi, mình ủi trong vòng 15 phút thì cái mấy cái
thì mấy cái mực in á nó sẽ đè lên cái boa đồng, rồi mình cho vào trong dung dịch ăn mòn đồng. Dung dịch ăn mòn đồng trong khoảng 15 phút nữa thì nó sẽ ăn mòn tất cả các cái mà nó nằm ngoài. Còn mấy cái trong thì nó mấy cái mà bị mực in đè lên thì nó không bị ăn mòn. Rồi xong mình khoan rồi mình lắp thiết bị vào là thành một cái bo mặt. Hình như đây là buổi cuối cùng gặp thầy trong năm cũ thì phải. Không, còn một buổi mà lớp mình còn Đâu? buổi thứ sáu nữa mà, Ai có thứ sáu thứ đúng không? tư, thứ năm, thứ sáu còn một buổi nữa. Thứ sáu thầy lì xì cho nghỉ. Thầy có tính lì xì gì chúng ta không thầy? Lì xì cho lớp chúng ta không thầy? Ôi giời, lúc lớp mà lì xì chắc thầy chết tiền đó. Trời ơi, lớp không lì xì thầy thôi, thầy năm nay Thầy, thế bọn thầy đọc số tài khoản đi, bọn em gửi hẳn mỗi thằng 1.000 vào trong tài khoản của mỗi thầy. thằng 1.000 là tổng lớp 25 đứa, 25.000 một ly cà phê 25.000 thầy. chưa được ly cà phê. Ly cà phê mà xịn xịn cũng phải 60 rồi. Trời ơi, 25.000 ly cà phê bình thường đó thôi. Bây giờ gửi các em tính thì gửi 1.000 mất 3.000 tiền phí thế thôi, gửi Đâu, em chấp nhận được mà thầy. mà Chưa em tới chấp nhận 5.000 được mà thầy. thầy. Không mất phí đâu thầy. Không mất phí mà em gửi Không mất free. Không mất phí nghìn nào. free 1.000 Đây, mà gửi free, free. free thầy ạ. Free thầy. Rồi thôi. 25.000 là thầy có 25.000 đấy, thầy bót tài khoản lên đi là thầy có 25.000 đấy. nghìn thì buồn quá, cả lớp phải ly xì cho thầy khoảng cỡ 100.000 người thì thầy còn còn mừng nhé, ly Ôi đâu xì ra một thầy, nghìn trời người ơi lì xì có lại thầy tiền đâu. mua Ôi mì ôi cay ơi, khóc khóc khóc. thôi. Rồi về tự nghiên cứu thêm như ở lớp có mấy cái tài liệu về về với lại YouTube thì lên xem rồi đọc rồi làm. Thầy gửi cho cái video hướng dẫn làm mặt đồng. Đó là ở trên lớp thì hướng dẫn rồi đấy. Nhưng mà do Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm những chữ mày in thủ công như này nhé. đấy, thầy hồi xưa thầy cũng xem video này, thầy thầy làm đó, để các bạn cứ làm xem rồi làm. Đầu tiên là phải tạo ra mặt kỹ mặt in đó, rồi xong rồi mới làm. Rồi còn gì thắc mắc nữa không cả lớp hả? Nếu không thì mình lớp mình nghỉ sớm. À, em nghe bảo là kỳ sau thầy đi làm rồi bỏ bọn em rồi thầy. Sao được thầy, đưa bọn em ra trường như thầy. Không biết nhất thầy cũng phải dạy thế nào ti cho bọn em chứ sao thầy lỡ vậy. Sẽ dở. Đi thì còn cô Vân nữa mà. Thôi thầy thôi. Cô Vân nhận nhiều, cô Vân đuối thì thôi, cô Vân dạy không không ổn làm sao. Còn thầy Sơn mà lo gì? Ôi thầy dạy em đang tính đề cử thầy làm giáo viên chủ nhiệm mà thầy sẽ lỡ bỏ đàn con thơ dại thế thì chết. ơi thầy Sơn chủ nhiệm thì còn bảo thầy là đâu thầy là chủ nhiệm. Thầy thầy không nên bỏ con dưới chợ, Đúng rồi thầy. chợ gì đã gấp con đi ra chợ mà không nên bỏ con dưới chợ thế là làm mất rồi, thầy không nên như vậy. Thầy đang cầm đầu hẳn 26 đứa CEO tương lai thầy. Ờ Toàn đúng rồi thầy, đốc lương ngàn đô đốc tương với lai lại thầy. chủ tịch chứ thầy. Lương ngàn đô thì khi nào nhớ đi ăn cưới thầy cứ tặng một tháng lương là được rồi. Thầy ở lại nhẹ hết LT thôi thầy. Dạ hết rồi, ti còn các em còn dự án hai mà. Dạ thì thôi thầy lỡ rồi mấy tháng đó thầy. Thôi cứ học đi rồi thầy tính sau, thì sau thầy còn Thầy nói một câu gì cho em có hy vọng đi nói câu an tâm này, sao để bỏ con dưới chợ thầy được học đi, sao an tâm được, đi 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 học đi tính sau chứ thầy biết đâu được.
tương lai thầy biết đâu được. Tương lai nhưng mà thầy phải tính em một đường chứ, sao lại bỏ con dưới chợ về được. Thầy chỉ cần nói thầy sẽ cố gắng ở lại với các em là bọn em. Đúng đấy, thầy cố gắng, thầy nói cố gắng ở lại các em đến hết kỳ, đến hết khi học cũng được. Good. Từ 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 đi thầy biết đâu. Mà thầy dặn này tuần sau lớp mình đấy nha, tuần sau lớp mình tuần sau lớp mình các nhóm họp lại à quên đâu rồi nhỉ, thứ năm thứ sáu nhỉ, thứ sáu các nhóm họp lại rồi tự tìm tìm đề tài nhá, tìm đề tài rồi thầy hướng dẫn. Hôm hình như thầy bảo là bọn em còn mua thêm một đợt gì nữa, thầy thầy gửi cho bọn em biết. Thì các bạn tìm đề tài đi, tìm đề tài xong rồi thầy mới biết các bạn nên mua gì chứ. Thầy thầy giải thích lại cái phần đề tài đấy thầy. Đề tài thì có hai cái, một cái là tạo mặt điều khiển từ xa bằng Bluetooth, còn cái là tạo mặt điều khiển từ xa bằng sóng điện thoại. Sóng điện thoại thì mua module SIM 800, còn Bluetooth thì mua HC06, HC05, HC06 gì á. Đấy. Rồi mua thêm một con Arduino Nano nữa, Arduino Nano để gắn vô cái mặt của mình. Đó. Mua mua thêm nguồn điện nữa. Bây giờ mình chỉ cần điều khiển đi xa thôi có thể, chứ đâu cần gì mà nâng cao quá đâu. Đó, mình chỉ cần điều khiển từ xa thôi. Lớp mặt tại mặt sắp tới các bạn chỉ làm mặt điều khiển từ xa hoặc là gì gì cơ bản thôi, chứ chưa cần phải làm mấy mặt như kỳ tới kỳ sau thì mới làm mặt khó hơn. Thế vậy tuần tới các nhóm họp nha, các nhóm tự họp rồi tự tìm ra đề tài rồi hướng dẫn các linh kiện. Để hướng dẫn mua cái linh kiện như thế nào và chuẩn bị thiết kế mặt. Vậy là nghỉ nha cả lớp. Nha mày. Okay. Chào các bạn nha. Dạ thầy. Đạt ơi, tôi vừa làm hai phát hai con CL bạn ạ. Tôi không đôi CL bạn ạ. Nên là chúc bạn. Cảm ơn quá. Alo nghe không bạn? Alo. Sao đang nói sao không nghe hết vậy? Hả? Nghe sao không nói gì hết nữa vậy? À, tôi đổ quá. Bao nhiêu nháy? Mấy nháy? 4 nháy à? À quên, à tôi thì 71 nháy, còn à bên này tôi vừa
70 nháy, còn người ta thì tôi vào đúng 4 nháy đầu tiên. Là có hai con hay một con? Là hai con hai ạc á. À. Chứ má, ạc tôi đen các bạn ơi. Ạc người ta đỏ vẫy cứt, ạc tôi thì đen vẫy cứt. Tôi cho bạn xem cái ảnh mà tôi cầm hóa phát viên các bạn, tôi cầm xe hóa phát viên các bạn, tôi cầm không xin giao gửi Việt nhỉ. Rồi rồi rồi, thằng Huy hôm bữa cũng thế, cũng lấy. Thực ra là cái hóa phát là tôi ra bên đây thường. À kia. Tôi ra bên đây thường tôi chả tiếc lắm. Thôi, tôi mang ra bắn thưởng trả ra. Về thôi. Về hả? Có đi không? Nói một câu. Má cái thằng kia kìa. Đi không để tao qua. Chơi à? Hả? Có đi không? Chơi à? Đâu, ý là hỏi bọn nó sao mai có ăn sáng không? Dạ, thế bao giờ mày về bảo hết tuần về? Xuống. Ờ, hết tuần về. Mày nói cái ly đấy hả? Tôi thôi nhé. Về.